Không khủng bố ở Nga có ít nhất 133 người thiệt mạng. Vừa qua, IS tuyên bố đã tiến hành vụ xả súng ném bom xăng tại nhà hát Krasnogorsk tại ngoại ô Moskva vào tối ngày 22 tháng 3 vừa qua. Hiện tại, theo báo cáo đã có ít nhất 133 người thiệt mạng. Những kẻ tấn công ngụy trang mặc đồ xả súng vào đám đông tham gia sự kiện của ban nhạc Picnic ở nhà hát Kroxus City Hall tại Krasnogorsk, thành phố tiếp giáp phía tây thủ đô Moskva của Nga. Nhân chứng hiện trường nói rằng là các tay súng mang theo súng trường AK bước vào sảnh chính và bắn những người đang tập trung ở cửa kháng phòng. Và nhóm vũ trang sau đó tiến vào kháng phòng, tiếp tục nổ súng vào khán giả khoảng cách rất là gần, ném bom xăng gây cháy một phần ở tòa nhà và các tay súng nhanh chóng rời đi khỏi nhà hát, bỏ trốn trên ô tô màu trắng. Văn phòng Tổng cung tố Nga cho biết là nổ súng xảy ra khi buổi hòa nhạc chưa bắt đầu Ủy ban điều tra liên bang của Nga cho biết là hiện tại có ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Còn lý phan nhạc picnic cho hay là các nghệ sĩ không bị ảnh hưởng gì cả trong vụ xả súng này. Ủy ban điều tra Nga cảnh báo là số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục gia tăng do nhiều người bị thương đang nguy kịch. Đây cũng là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất lại cho Nga trong suốt hàng chục năm vừa qua. Và hiện tại một dân chứng giấu tên đã kể lại là đột nhiên có nhiều tiếng súng vang lên phía sau chúng tôi. Mọi người bắt đầu chen nhau bỏ về phía thang máy và tất cả đều gào thét. Phiến quân nhà nước hồi giáo IS sau đó đã đăng thông điệp lên Telegram, tuyên bố thực hiện vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng xác thực. Tuyên bố của IS đã chia sẻ các thành viên của chúng tôi đã tấn công cuộc tụ họp lớn nhất của những người công giáo tại thành phố Krasnogorsk, làm chết và bị thương hàng trăm người gây thiệt mạng lớn cho địa điểm này khi trước khi rút quân về căn cứ an toàn bộ ngoại giao nga gọi đây là cuộc vụ tấn công khủng bố đẫm máu ủy ban điều tra liên bang của nga thông báo mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công cho hay vẫn còn quá sớm để nói về bộ phận của những kẻ khủng bố giới chức nga hiện tại đã triển khai lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đám cháy bùng phát tại nhà hát đã được khống chế Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nhận tin và cập nhật liên tục về vụ khủng bố trên sau khi xảy ra sự việc và đưa ra những chỉ đạo cần thiết. Ông Putin cũng chúc cho những người bị thương mau chống bình phục, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới các bác sĩ tham gia cứu chữa cho nạn nhân. Được biết là nhà hát Kroxus City Hall ở thành phố Krasnogorsk nằm ở cách điện Kremlin, khoảng 16 km. Nga đã siết chặt an ninh sân bay, đầu mối giao thông và toàn bộ khu vực của thủ đô Moscow. Mọi sự kiện đông người trên khắp nước Nga hiện tại đã bị hủy. Tại hiện trường của vụ án, thì truyền thông nhà nước Nga cho hay là bảo vệ tại nhà hát không được trang bị súng. Một số có thể là bị nhóm khủng bố bắn hạ ngay từ đầu cuộc tấn công. Hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy là có bốn tay súng lạnh lùng bước từ bên ngoài vào sảnh nhà hát, liên tiếp bắn vào những người ở sảnh trước khi tiến vào trong. Được biết là nhân chứng Alexei, người đã kể, người đã có mặt tại hiện trường và kể rằng anh ta lập tức trốn sau những hàng ghế trong kháng phòng, cuối người chạy thoát ra khỏi cung cảnh khoảng loạn trên tôi nghe thấy rất là nhiều tiếng súng máy và la hét thảm thiết mọi người lao về phía sân khấu cực kỳ hỗn loạn một số thì trốn sau hàng ghế như tôi quan sát và tìm lối thoát phóng viên của fpb mô tả là đám cháy của nhà hát bùng lên bắt nguồn từ lựu đạn hoặc là bom cháy từ những kẻ mà cuộc tấn công đã gây ra khói đen bốc lên khắp trời và trong khi lực lượng an ninh nỗ lực giải cứu hàng trăm khán giả trốn xuống tầng hầm hoặc ở trên nóc nhà mái nhà một cũng bị sập một phần và truyền thông nga cho hay là nhóm khủng bố sau đó đã rời khỏi nhà hát bỏ trốn trước khi mà lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát chống bạo động đến hiện trường cảnh sát đang tăng cường tuần tra truy tìm một số phương tiện nhóm khủng bố có thể sử dụng để tháo chạy sau đó, thì Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như các quốc gia Ả Rập đã lên tiếng vụ án tấn công trên và gửi lời chia buồn đến các gia đình của nạn nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án cuộc tấn công khủng bố hẹn hạ và đáng ghê tởm.